Thì theo cái lô tô đó là một công việc đó là nấu cơm cho trong đoàn ăn cơm trưa và cơm chiều và phụ bán cá viên chiên. Mỗi ngày công thì chị được khoảng 150 ngàn. Thương ngoại nhớ ngoại nhiều lắm nhưng mà em vẫn không dám ở tại nhà. Vì nghe anh Phong nói là có người điện ba nói với anh Bụi Hồ là em còn sử dụng ma túy đá. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và cùng em Phong Bụi đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng đây là một cái con đường hẻm nhỏ dẫn vô nhà của chị Duyên, một cô gái móc bọc tại Campuchia sau thời gian về Việt Nam sinh sống. Cũng như là ở clip trước thì Bùi Hồ cách đây khoảng hơn 3 tháng, Bùi Hồ có là thăm lại hoàn cảnh của chị Duyên. Thì chị Duyên thông tin rằng là với số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì chị đã hết vốn làm ăn. Vì cái đó là một cái câu chuyện mà chưa có được kiểm chứng. Và sau đó vẫn một thời gian nữa thì em Phong Bụi có xuống ngay tại huyện An Biên để mà gặp của chị Duyên tại đoàn lô tô. Và hôm nay hiện nay chị Duyên đang có mặt tại ngôi nhà của mình với một cái lý do khá là bất ngờ. Và để tìm hiểu về điều đó, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và em Phong một cái lối đi nhỏ như thế này nè, là một cái con xóm dẫn vô nhà của chị Duyên. Đã bao lâu rồi em chưa đi vô đây Phong? 6 tháng rồi. Thời gian đúng là nhanh ha, mới đó mà chị Duyên đã có 6 tháng ở ngay tại Việt. Thì hôm nay các anh em cũng muốn trở lại đây để thăm cái xóm cũng như là nơi chị Duyên sinh. Chị về đây được mấy ngày rồi? Gần tuần lễ nay rồi. Dạ, từ bữa em điện cho anh em nói đó. Là về trong đêm đó luôn á. Em lộ bộ có hơn 10 cây số mới ra được tới đường lộ đó. Hôm vừa rồi thì Phong đi nước ngoài. Dạ. Thì vừa rồi thì Phong đi nước ngoài, chị có điện cho em là chị đang ở huyện An Biên, rằng là chị người ta đuổi đi khỏi cái đoàn lô tô. Thì chị có thể thuật lại cho em và Phong Bụi cũng như cô bác của chị biết được. Lúc đầu anh Phong Bụi có lại ghé thăm và chủ đoàn có mở lời nói là sang lại quầy nước với quầy chả cá chả chiên đó cho em là 5 triệu, và anh Phong Bụi nói là giúp cho em 5 triệu để sang quầy nước lại với quầy chả cá viên chiên lại. Rồi em mới anh Bụi Phong Bụi cho đưa tiền cho em là 5 triệu rưỡi, còn 500 ngàn là mua đồ đãi mấy người trong đoàn người ta ăn cũng như là cúng kiến rồi xong xuôi đãi cho người ta ăn nữa. Thì em cũng làm như là anh Phong Bụi kêu, rồi người ta và chủ đoàn đó bảo kêu em trước mặt anh Phong Bụi chưa đi là bảo kêu em đưa tiền, em có đưa tiền cho bả trước mặt anh Phong Bụi. Rồi sau đó anh Phong Bụi đi là bả nói tiền đó là bả cũng như không, bả không nói liền mà bả cho em bán một hai bữa đầu là mưa, có một bữa em bán được 480, một bữa em bán được 100. Lần thứ ba là em bán được 1,2 triệu, là bả 1,2 triệu đó là bả lấy, bả nói là cũng như tiền 5 triệu đó là bả mượn, chừng nào bả có thì bả trả. Rồi còn bây giờ thì em chỉ biết là bả bán cho bả trả lương cho em giống như lúc trước vậy đó. Chị đi theo đoàn lô tô đó được mấy tháng? Dạ không, đi gần 20 bữa. Gần 20 ngày. Thì sau đó là Phong xuống thăm chị ngay tại huyện An Biên. Dạ. Thì sau đó thì chị sang cái xe cá viên chiên đó lại. Dạ, đúng. Thì chị bán được mấy ngày thì người ta lại dành ngày người ta. Ngày mới sang lần đầu tiên là mưa bán không được, qua bữa sau bán vừa mở ra bán được 100 ngàn, cũng bán được 100 ngàn. Cái mưa cái đầu có kêu dẹp dẹp rồi dẹp hết, tắt đèn cái hù rồi mình đâu có để bán được, cũng phải dẹp theo. Rồi lại qua bữa thứ ba là vào bến xong xuôi cái qua tới bến mới ngày đầu tiên nó có được bán. Ngày đầu tiên con nuôi có quánh em. Qua bên mới ngày đầu tiên con nuôi có quánh em là người dắt em đi theo đoàn. Thì cơ duyên sao mà chị đi với cái đoàn ô tô đó? Dạ tại vì em về đây em không có chỗ ở, em ở nhờ nhà cậu nè, rồi cậu em cũng cũng chơi dính vô cái con đường đó. Rồi em không có chơi nhưng mà người ở xóm ta không biết, ta nói là tại vì em còn chơi cái đó mấy hôm nên mới hết tiền, nhưng mà thật sự tiền đó là em cho em trả nợ chứ em không có chơi. Rồi em nói nghe em lúc đầu em cũng không biết nha, anh Phong Bụi nói cứ nói nghe là người ta nói như vậy, anh Phong Bụi em hồi hồ buồn, em mới suy nghĩ nếu mà còn ở lâu dài thì em chắc người ta còn suy nghĩ sai về nhiều, thôi vậy em kiếm đi kiếm chuyện làm ở xa đừng cho người ta suy nghĩ sai về em. Rồi nhưng mà hả em đi làm xa thì gặp anh Phong xuống thăm gì đó, rồi cuối cùng rồi cuộc sống cũng không có tốt đẹp như là ước mơ.
Có nghĩa là người ta sẽ gạt chị rồi người ta lấy hết tiền luôn. Thì chị chạy đi về trong đêm hay là chị như thế nào? Anh đi về như thế nào? Người ta cầm dao, người ta gượt chém em. Rồi có người ở sớm, người ta cũng thấy ở sớm tại chỗ đó, người ta cũng thấy. Rồi người ta mới kêu đi trình công an. Trình công an, người ta không có công an, mấy người là công an đó. Rồi người ta xuống, người ta nói, phải nói là có ai làm gì nó đâu, tự nó kiếm chuyện tôi. Rồi bà nói là đàng hoàng, nó tới công an đi, bà nói phải đi trong đêm không là có chuyện gì, bà không chịu trách nhiệm đâu. Rồi em xin em năn nỉ, xin ngủ lại tới sáng đi cho em về, bà không chịu. Rồi em nói vậy thôi, gì đuổi con gì cho con xin tiền đi xe về đi, bà nói 100 tao cũng không trả mày nữa. Rồi làm sao chi về được trên này? Em lộ bộ đi ra tới đường lộ lớn. Rồi hả em bán cho bà được hai bữa, một bữa là bà cho 170, một bữa bà cho 150 là 320, em đi về đi xe về tới đây. Qua ngày sau chị ở lại chị bán tiếp? Dạ, dạ không, lúc đầu á, mới giờ bến á, là qua bển là em bán cho bả được 2 ngày, là ngày thứ tư cũng như là ngày đầu tiên lại là không có bán. Ngày thứ hai, ngày thứ ba em bán cho bả, ngày thứ tư là có chuyện bả đuổi em. Anh thì chưa có tiếp xúc được với cái đoàn ô tô đó và cũng như chưa biết tình hình, thì Phong đã có đi xuống huyện An Biên thì thấy tình hình ở dưới như thế nào, Phong có thể chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết không? Có chứng minh được kìa. Không được cái này. Có à, chị có lâu rồi. Có luôn. Ta giấy, lấy giấy của em, ta đi dây tiền. Nhưng mà chị... Ta đưa liền là em có báo tin cho anh Hồ, cũng là em có giấy sân cước. Hơn 3 tuần trước, lúc đó thì mình từ ở Sài Gòn, mình xuống huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Và nơi đó là một cái gánh lô tô mà trong cái ký ức của mình đã từng đọc một cái quyển sách, đó là Tấm Ván Không Dao của nghệ sĩ Mạc Cang. Có mô tả về một cái gánh hát mà rày đây mai đó, hôm nay thì cập vô một cái bến này, ngày mai cập vô bến nọ. Và mọi người hình dung đó, những cái đoàn lô tô bây giờ người ta khá giả lắm. Người ta đi bằng xe ô tô tải nè, rồi có xe hơi nè, có nơi sinh hoạt. Còn cái gánh lô tô của chị Duyên á, nó cực kỳ nghèo nàn. 6 giờ rưỡi đêm mới sáng đèn hát biểu diễn cho đến khoảng 8 rưỡi, khoảng 2 giờ đồng hồ thôi. Và những cái thành viên trong đoàn á, những cái cô hát á, là những người chuyển giới. Và mỗi đêm như vậy họ sẽ được nhận tiền công từ 150 cho đến 200 ngàn. Thậm chí là hôm nào đắt khách thì được 300, đúng không? Dạ. Còn riêng chị Duyên thì theo gánh lô tô đó là một công việc, đó là nấu cơm cho trong đoàn ăn cơm trưa và cơm chiều, và phụ bán cá viên chiên. Mỗi ngày công thì chị được khoảng 150 ngàn. Hôm đó thì mình gặp chị Duyên ở đoàn lô tô, mình nghĩ rằng là mọi quá khứ của chị Duyên ở đây coi như gạt sang một bên. Và gặp chị để giúp cho chị một cái trang mới, đó là mình đã tặng tiền túi của mình 5 triệu đồng cho chị Duyên để mua lại cái quầy, gọi là hay gọi là thầu lại cái quầy cá viên chiên để chị có thể tự chủ tài chính. Nhưng cách đây vài hôm, chính bản thân mình với anh Bùi Hồ có nhận được một cuộc gọi và một tin nhắn của chị Duyên. Đó là một cái đêm tháo chạy. Đêm hôm đó là chị Duyên bị trưởng đoàn cầm dao rượt hả? Em cũng xin lỗi nha. Cái này em cũng chia sẻ như thế này. Em tạm tin chị thôi. Thí dụ như những cái lời chia sẻ của chị có chịu trách nhiệm không? Dạ em chịu trách nhiệm, tại vì người ở xóm đó người ta còn lấy thôi, chạy đi nhịn đi, bỏ đi, có gì thì kêu cô trình công an xuống cho người ta giải quyết, có gì cũng còn có pháp luật. Em có, em trách nhiệm hoàn toàn. Em biết rằng là đăng tải cái thông tin này lên á, đoàn lô tô có tên là Ái Diễm, Ngọc Diễm, và đặc biệt là cô trưởng đoàn, cô là người đàn ông nhưng cô chuyển giới, cô Ngọc Diễm luôn. Nếu như ảnh hưởng hoặc nếu như có những cái lời nào ảnh hưởng tới đoàn thì cũng xin xem đó là thông tin, lời kể của chị Duyên, và cũng tạm tin đi, cho em cũng không em hồi giờ em không thích chia sẻ thông tin mà nói người khúc mặt. Nếu ngồi có em cũng muốn cho mấy anh lại là muốn xuống dưới ba mặt một lời, giáp mặt nói chuyện cho ra lẽ luôn, rồi với em hỏi tại sao lấy giấy căn cước của em đi dây tiền mà em không biết, không có cho sự cho phép của em. Ai lấy giấy căn cước? Chủ đoàn lô tô luôn. Vì sao? Vì sao? Lúc đầu em mới xuống thì có hỏi em là mượn giấy em đi dây tiền rồi đóng mỗi ngày, bà không có bỏ giấy em luôn đâu, đừng có sợ. Rồi cái em mới nói, em mới điện, em không biết em điện gì, em hỏi em nói là không có cho mượn, lấy giấy lại, còn nếu người ta không cho bán, không cho làm thì đi về lại, nó trả tiền xe. Rồi bà nói là thôi, em mới nói với gan lời, em nói với bà, cái là bà nói không cho mượn thôi, bà không mượn đâu.
đã cho bà đi lấy giấy đó đi trình công an, để đi đổi bến liền liền, không phải trình công an chỗ này chỗ kia, cho bà xin giữ cái miếng giấy. Thì em mới tin bà, em đưa miếng giấy cho bà giữ, chứ từ hồi miếng giấy làm rồi tới giờ chỉ có em và bà thôi cầm được miếng giấy. Nhưng mà từ chỉ cái việc đó là giữ giấy chứng minh nhân dân, cầm chứng minh nhân dân, rồi dẫn đến làm sao mà chị mâu thuẫn, đến bây giờ chị không còn theo đoàn nữa. Em không có làm gì hết trơn, tự nhiên bớt kiếm chuyện bớt cũng như là em nói, cũng như cái bữa đó em chuyện trên Bùi Hồ, em có nghe là nói không biết có nói cái đúng gì không, tại vì đang chạy xe nghe nói là anh Bùi Hồ vài bữa nữa xuống thăm, em nói vì vài bữa nữa bạn của anh bữa họ xuống thăm ghé thăm con nữa rồi. À, từ bữa đó là bớt bắt chuyện tới luôn. Vì sao em cũng không biết vì sao, từ cũng cái bữa mà ngày bớt cầm dao gượt em chém em mới lạ hả, em cũng ra ngồi bán cũng nấu cơm bình thường như mọi ngày vậy đó. Câu chuyện ở đây đơn giản là khi mà tụi em đến thăm á, đoàn lô tô được nhiều người biết hơn, rồi gánh hát sẽ được phất hơn. Vậy thì làm sao mà lại kiếm chuyện với chị? Em nghĩ chắc là tại lấy giấy căn cước của em đi dây nợ tiền, mà tại vì không có sự cho phép của em, tại vì em có đòi giấy căn cước lại, tại em đi mua điện thoại trả góp. Bả mới nói, bả mới hờ, bả nói không để đó, chị nào cần thì tao đưa cho. Rồi hả, gọi làm rồi thì đưa lại tao. Thì em đòi hoài bà không trả, thấy cái bữa đó bà trả là bà đuổi em luôn, bà không cho em ở tại đó một phút, bà cũng không cho em đuổi nữa, ở nữa. Em quần áo em còn bỏ dưới thằng hết hoàn toàn. Chị đó cần về cầm giấy căn cước của chị là bao nhiêu tiền? Dạ em cũng không biết, em đi mua điện thoại trả góp á, thì người ta nói là em đang mang nợ xấu, người ta không có bán cho. Thôi bây giờ như thế này, em tạm khép lại câu chuyện của chị, nó ba cái biến cố. Biến cố đầu tiên á là anh em mình gặp chị Duyên ở bên Campuchia. Cuộc sống của chị chắc là giờ nhắc lại thì cũng rất là dài, mọi người cũng hiểu hơn rồi. Biến cố thứ hai khi chị về tới căn nhà này chị sống, chị được sự giúp đỡ của mọi người, và sau đó thì chị bán trái cây, để rồi bây giờ chị trắng tay. Rất là nhiều lý do mình cũng không tiện nói ra. Rồi sau đó chị phải bỏ xứ Long Xuyên này, chị xuống theo đoàn lô tô, rồi theo đoàn lô tô cũng được 20 ngày, rồi cũng không sống được với đoàn lô tô, phải trở ngược lại căn nhà này. Thì vậy thì bây giờ chị trở lại đây, chị bắt đầu lại cuộc sống như thế nào? Dạ, em tính đi lượm dây chai con đêm đi kiếm tiền để dành tiền mướn nhà ở rồi làm. Chứ anh không dám ở trong nhà này, người ta nói mất rồi. Hôm giờ anh lượm dây chai chưa? Dạ, có đi lượm bán được là 90 ngàn, lượm ít. Không có biết đường đi, không có dám đi xa. Lượm được bao nhiêu ngày rồi? Từ hồi nghỉ rồi làm ở đoàn ô tô, giờ tới giờ mấy đứa nít nó dắt đi vòng vòng lượm. Rồi khi mà chị nhặt những cái chai mũ, những cái lon nước á, chị có gợi nhớ điều gì không? Chồng lúc mà khoảng có cơm con cháu có hai chồng về đây, lúc đầu sung sướng cũng có mình ăn, giờ khổ cực có mình ăn, chồng mình cũng bản không biết sống chết làm sao, bệnh hoạn ai coi. Như thế này nha, em thì tạm tin chị. Nhưng mà chắc chắn mọi người xem clip của anh Bùi Hồ và kể cả em luôn sẽ phải đặt một cái vấn đề như những cái lời đồn bấy lâu nay chị ở sớm đó chị nghe. Em nói ra để cho chị minh định. Hơn 2 tháng trước mình với anh Bùi Hồ có nhận được rất là nhiều lời góp ý chân thành của bà con ở sớm trọ này. Hôm nay mình ngồi ngay giữa sớm trọ luôn á. Mọi người có người gọi, có người nhắn tin cho mình với anh Bùi Hồ, nói rằng là Phong ơi, coi giám sát chị Duyên kỹ lại đi, có khả năng chị quay lại con đường cũ, tức là chị sử dụng ma túy đá. Và một lần nữa em xin mời chị có thể chia sẻ điều đó. Dạ, em đã chấp nhận bỏ để làm lại cuộc đời. Em biết cái đó làm không tốt, tại lúc đầu em sử dụng cái đó cũng là vì người ta ép buộc em, đánh đập em quá, em chịu không nổi em mới sử dụng. Chứ nếu mà cho em sử dụng không, em cũng không sử dụng, mướn tiền em cũng sử dụng nữa đâu. Còn em về đây, cậu em nó dính vô sử dụng cái đó, rồi bạn bè của ổng lại chơi, rồi còn nhiều khi ban đêm ban hôm người ta lại chơi, người ta kêu ổng đi mua này kia, rồi ổng đi mua cái người ta ở sớm người ta không biết. Tại vì người ta ở bên cũng anh Phong cũng chia sẻ, tại là em con nghiện ở giữa chứng người vậy đó. Rồi người ta không biết, người ta nói toàn là nói em, nhưng mà thật sự em có nói rất là nhiều lần, em nói là không phải em ngủ á, nửa đêm là em ngủ, em không biết mình, nhưng mà người ta cũng nhận nói vậy mà người ta không nói trước mặt em. Cái như thế này nè, em biết rằng là một người nghiện để có thể cai gần như con số 0. Cái đó là sử dụng trắng heroin, còn ma túy đá rất là dễ, không có thì là ăn ngủ thôi. Nếu mà mình chịu bỏ thì tình là mình cứ gắng ăn ngủ hoài là mình chấp nhận quên đó, sẽ mau quên lắm. Em thí dụ nha, em là có nghiện, em đi ngang qua gặp chị,
Em rủ đây chị có cảm giác bị nghiền nào? Dạ không, tại vì em lúc mà em về đây em bán trái cây rồi là em ở phòng dưới là em bán rồi chiều là em vô phòng em đóng cửa phòng lại, ai làm thì làm em không biết. À, từ hôm Campuchia về Việt Nam có người nào rủ chị có không? Không cần nói tên. Có hay không hả? Có. Nhưng mà em không chơi em nói. Ai là người rủ chị? Dạ. Bạn của cậu. Bạn rủ? Bạn của cậu. Làm sao chị để có thể đấu tránh được cái tâm lý là ừ, mình không được chơi? Dạ, em nghĩ là em thương chồng bởi em không có chơi. Nhưng mà bây giờ không biết chồng em làm sao. Như thế này nè, em có thiệt là khi mà chia sẻ đoạn clip này lên á, sẽ có bình luận mà vẫn còn nghi ngờ. Dạ. Vậy thì bây giờ chị dám hứa với bà con, cô bác, anh chị xung quanh này, bà con lối xóm ở đây, nếu xem cái đoạn clip này, dạ, ai đã gieo cái tiếng on cho chị, dạ, hoặc là để chứng minh được rằng là chị không có sử dụng ma túy, thì chị có thể chia sẻ minh định. Em xin hứa, em nói thật lòng mà nói là em không, từ hồi em về Việt Nam bây giờ em không có hề sử dụng. Nếu mà ai có suy nghĩ quan cho em, bây giờ em có chối cãi cỡ nào, em có nói cỡ nào thì mọi người cũng không tin. Bây giờ em chỉ xin cho một cái bằng chứng thôi. Nếu mà có bằng chứng em sẽ chịu trách nhiệm. Như bụi anh Bùi Hồ với anh Phương Bụi cũng có lại đây thăm em, ghé một thăm em một hai lần, tại sao có người ta không nói? Vì sao và bây giờ vì sao? Dạ em cũng không hiểu, em cũng đặt câu hỏi tại đó. Em cũng có hỏi anh Bùi Hồ, em có nhắn tin cho anh Bùi Hồ với anh Phong Bụi, em có hỏi tại sao lúc em còn bán trái cây còn này kia, tại không ai hỏi nói với anh Bùi Hồ với anh Phong Bụi có ghé thăm hoài không ai nói hết. Mà từ hồi em hết tiền em làm việc nhà không thì em không ra đường nữa, vì em mặc cảm với hết tiền không có mà ngước mặt giờ người ta mắc cỡ với người ta, bởi em không dám ra đường vì mà lại có tiếng quan chị. Cái người mà thôi thúc tụi em đưa chị về, yeah, đúng không? Dạ. Yeah. Em biết rằng là với chị, với mẹ chị không còn là tình cảm. Nhưng cái hình ảnh như mọi người này, ở Long Xuyên, người ta cách đây vài năm trước, người ta bắt gặp một cái bà lão hàng ngày đi ra đường tìm kiếm cháu, tìm kiếm trong 20 mấy năm trời, luôn luôn nuôi hy vọng. Ngày chị Duyên trở về, chị thắp một nén hương và chị ôm ấp cái di ảnh của bà ngoại vào lòng. Chị nhớ hình ảnh không? Dạ, có khi là chị xem lại không? Dạ có, mỗi lần buồn là em mở những phong anh Phong Bụi với anh Bùi Hồ thôi. Và hôm nay á, ngồi ngay tại đây, ngồi kế bên di ảnh bà, một lần nữa chị khẳng định là trong khoảng thời gian từ Long Xuyên, từ Campuchia về Long Xuyên cho đến ngày hôm nay, chị có mắc sai lầm gì không chị? Hôm nay coi như là một cái lời thú tội đi. Em cũng như là em có thú tội cỡ nào, em có nói thiệt cỡ nào thì em không ai tin đâu. Nhưng mà em cố gắng nói gì nữa cũng không ai tin, em cũng không biết nói gì nhiều. Thật ra thì như thế này nè chị, tất cả mọi cái lời hứa thì người ta có thể nói miệng được, nhưng mà bằng cái minh chứng thứ nhất là mình sẽ làm cho mọi người thấy được rằng là mình đã có sự thay đổi cuộc sống ở Việt Nam. Em vì chỗ đó nên em dù thương ngoại, nhớ ngoại nhiều lắm, nhưng mà em vẫn không dám ở tại nhà. Yeah. Vì nghe anh Phong nói là có người điện bạc nói với anh Bùi Hồ là em còn sử dụng ma túy đá. Em nói chị... anh Phong Bụi chia sẻ cho em trong đêm đó là em đi trong đêm đó luôn. Em muốn chia sẻ với chị như thế này nè. Cũng như Phong có nói á, là động lực lớn nhất để hai anh em á, qua tận Campuchia đem chị về Việt Nam, đó là hình ảnh của người ngoại đã tạo tầng những cháu của mình về lại quê hương. Nhưng mà sau đó bận đi một thời gian á, thì tụi em lại rất là buồn. Thậm chí là tụi em tụt cảm xúc vì biết rằng với sự hình ảnh một người con gái á, sau thời gian đi về Việt Nam á, được mọi người giúp đỡ rất là tận tình. Và thậm chí là người ta giúp đỡ về tinh thần, vật chất, làm đẹp cho chị luôn, để cho chị có một cái cuộc sống mới. Nhưng mà em quay trở lại thăm chị á, lúc Phong bận á, em quay trở lại thăm chị á, thì chị không còn một đồng nào. Và em có nói với chị rằng á, là thôi thì chị lấy tiền của em một ít thôi, chị bán vé số làm lại cuộc đời để cho mọi người thấy. Thì sau đó thì em mới nghe Phong nói rằng chị đang ở An Biên, chị bán ô tô. Thì em nói thì thôi, cũng hai anh em nói cuộc sống nó cũng rất là tốt, thì hai anh em dự định là sẽ đi xuống An Biên xem cái cuộc sống của chị như thế nào. Và ngày hôm nay bất ngờ lại thêm một lần nữa, đó là chị bị đòn đuổi đi trong đêm và phải sống cuộc sống hiện tại đó là móc bọc tại Việt Nam. Thì dù cho nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không chứng minh được điều gì hết. Và muốn chứng minh được
lời chứng minh chân thành nhất á, khoảng một tháng sau tụi em thấy chị với một cái cuộc sống khác chứ không phải là đi móc bọc giống như hiện tại. Chị móc bọc từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em đi tối 8 giờ tám giờ tối chín 10 giờ về. Vì sao lại lựa khung giờ đêm như vậy? Tại em đi ban ngày nhiều người ta thấy em, người ta coi trên mạng người ta thấy em, người ta cứ nói em tại vì hút chích này kia hết tiền cái gì làm lại chứ người ta không có hiểu cái hoàn cảnh của em. Không như giấc trưa em bị say nắng. Thật ra câu chuyện ở đây á là nếu như mà mình còn mặc cảm á thì khó mà có thể bắt đầu lại được. Lời nói xung quanh nếu mà chị gạt qua được bên được thì chị vẫn có thể đi bóc mộc ban ngày. Giờ này là giờ đẹp nè, trời mát nè. Giờ này là em tắm rửa, em ăn cơm rồi là em sửa sạn ngủ, chờ mấy đứa nhỏ tắm nữa đi chung với hai đứa nhỏ nữa dắt đường cho đi rồi lụm bán chia nha. Ba người dạ. Đi lụm với trai dạ. Để bán dạ. Đi sắp thích tay ra ở bên Campuchia gì đó chứ không có xe đẩy đẩy. Bây giờ như nè, lần thứ ba, lần đầu tiên giúp chị từ Campuchia về rồi đúng không? Lần thứ hai cho chị cái vốn để chị mở cái vầy cá viên chiên theo đoàn Lotto rồi cũng xong. Lần thứ ba, và em một lần nữa khẳng định chị như nè, không thể nào quá tam ba bận. Em tin rằng chắc chắn cái clip này lên đó là cô chú anh chị sẽ suy giảm lòng tin xuống như đấy luôn á. Và chỉ là mất lòng tin với tụi em luôn. Và em tin như thế này nè, nếu chị để lấy lại lòng tin người ta, chị một tháng sau tụi em quay lại. Thế chị thay đổi, bây giờ chị ước mơ gì nè, em giúp chị một lần cuối thôi. Lần này là lần thứ ba nè. Cũng như ước mơ lần đầu của em là bây giờ em, bây giờ trong nhà ngoại, nhà của cậu đó là em không thể sống được. Em không, em ở vẫn được nhưng mà em ở còn ở đây thì người ta sẽ còn đồn. Em có tiền em sẽ đi mướn một cái phòng nhỏ nhỏ, mướn bán tạp hóa nhỏ nhỏ tại xóm chợ, trong phòng dãy nhà chợ. Dãy chợ đúng không? Dạ. Ước mơ là mở một cái quầy tạp hóa để bán. Dạ. Bán được mà khả quan không? Trong nhà trọ bán theo cũng như được bán đỉnh nhỏ nhỏ. Chị biết nhà trọ Long Xuyên bao nhiêu một tháng không? Có nhờ người ta hỏi rồi, người ta nói là tiền một đóng một ngày thì đóng cho người ta 30 hoặc 20 gì đó. Thôi bây giờ như thế này nè chị. Chị bán tạm thời là không có được đâu. Một là tập quán vốn rất là lớn. Hai là chị chưa có gành về tất cả các món hàng. Cái công việc thiết thực nhất là chị nên đi bán vé số lại một lần nữa. Quá tạm bỡ. Vé số sao? Chị số em bán được. Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Một ngày có thể 100 tới 150. Nếu mà chịu đi bán, còn nếu mệt thì bán cũng được 100. Một ngày bán được 100 tới 150. Tức là thu nhập gấp 10 lần so với đi nhặt ve chai một tiếng đồng hồ của chị. Đúng không? Tại em đi bán vé số bà con mấy người mà cộng đồng mạng thì coi người ta thấy em đi bán thì người ta mua ủng hộ cho em 14 5 8 9 10 tấm 2 3 tấm. Vài ngày trước á là anh Hồ có cho chị một cái vốn để bán vé số. Mấy triệu? 1 triệu. Anh Bùi Hồ có nói là lãnh lần đầu đi bán lãnh 50 tờ thôi, sao còn 500 ngàn để dành đó. Chừng nào bán rồi hết 50 tờ hả đi lãnh nữa, rồi lâu lâu mình hả lãnh hơn lãnh. Vậy thì bây giờ không còn trong người chỉ còn bao nhiêu tiền? Tiền bố hỏi em 1 triệu đó thì anh Bùi Hồ cho em đó là em nghỉ bán là em đi theo đồng ô tô đó. Bây giờ còn vốn không? Còn tiền bạc cho người? Em về đây không còn cái nào. Bây giờ em cho chị 1 triệu nữa. Lần cuối. Bán mấy số được không? Dạ được. Tối nay lãnh mà nay đi bán. Dạ nếu mà mấy anh giống anh vừa hỏi em có lãnh cái giấy số bán mà tại vì em bán hết sớm rồi em đưa tiền cho thầu chủ thầu liền là người ta cỡ 2-3 giờ là người ta đem giấy số lại cho em bởi không có giấy giò nên anh vừa hỏi có hỏi em nhưng mà em có nói em cứ nghĩ em nghi là em nghĩ rằng là anh vừa hỏi không tin em đi bán giấy số. Ngay thời điểm bây giờ nè, đây là lần thứ ba và cũng có đối với mình và lần thứ tư đối với hai anh em mình. Anh Hồ đã từng cho chị Duyên 1 triệu để bán vé số. Những lời nói của chị Duyên một lần nữa mình gác một bên, mình tạm tin. Và coi như lần này không được nữa mình mất hết hy vọng luôn. Thì bây giờ em cho chị 1 triệu bán vé số, được không? Tối nay chị đi lấy liền. Dạ em lấy liền luôn, tắm rồi em đi lấy liền, em đi bán liền. Bây giờ thì mình sẽ tặng cho chị Duyên 1 triệu như lời hứa cuối cùng nha. Và hy vọng rằng là chị Duyên á sử dụng cái số tiền này hợp lý một xíu, được không? Phong thường có chia sẻ là đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại và quá tam ba bận đó, thì mong chị là sẽ không làm cho em với Phong cũng như tất cả cô bác của chị thất vọng. Dạ em cũng hứa với mọi người là em không
làm cho mọi người thất vọng vậy. Em cũng không có muốn những chuyện như vậy nó xảy ra, tại vì cuộc đời em chấp kích trước em mang tội nặng, mỗi khi này nó gặp những chuyện như vậy. Ừ. Thôi bây giờ như này, đây là lần cuối cùng bản thân mình với mọi người tạm tin chị Duyên đi. Để rồi một tháng sau em sẽ gặp chị lại lần nữa. Dạ, anh Phong, em xin hỏi về cái giấy căn cước em giờ người ta dây, đi dây nợ. Không sao, không liên quan gì hết. Bây giờ giấy căn cước của chị á là chị cứ không quan tâm tới nó. Bây giờ chị có giấy mới rồi thì chị cứ lo mà quan tâm cái tờ giấy mới đi. Thôi. Không, cái này là có một tấm một rồi, bả cầm tấm này đi dây luôn nhưng mà bả đóng ngày người ta không giữ giấy căn cước. Nhưng mà trong tên là người, trong tên là người ta đứng tên em mang nợ xấu. Bả đi mua điện thoại gì? Không biết bả mua điện thoại hay là bả mượn tiền mà em mang nợ xấu. Không có sao đâu, không sao đâu. Bây giờ còn những giấy tờ thì cũng chẳng sao hết á. Tại vì thứ nhất là có dù đi vay chăng nữa thì không có chữ ký của chị sao mà mãi. Bà nói dây nóng ở ngoài mà không chị... được, không được. Dây nóng cũng không liên quan gì đâu. Dây nóng người ta dí bẻ cho đây dí mình đâu. Nha. Nhưng mà chị là người đứng tên căn cước của mình mà. Ừ. Bây giờ tối nay chị đi lấy luôn đúng không? Dạ. Ừ. Ngày mai chị mai hẹn chị bán ở cầu Bằng Diều được không? Ngày mai chị bán ở Bến Phà. Bây giờ chừng nào em đi bán tới đâu thì em ngày mai em mở cho chị cho anh. Sáng mai em sẽ gặp chị ở Phà An Hòa. Yeah. Chị bán khu vực Phà An Hòa nha. Yeah. Thì bây giờ thì mình mới tặng cho chị Duyên 1 triệu thì mình hy vọng rằng chị dùng cái số vốn này và lần cuối cùng của mình tạm tin để cho chị có thể có vốn để làm ăn lại. Mỗi đêm như vậy chị đi nhặt ve chai ba với hai thành viên nữa đúng không? Ba người. Bán được 30.000 tiền ve chai và chị được 10.000 tiền công. Thì thôi bây giờ vậy, lấy 1 triệu này mua mỗi ngày như vậy bán hơn 100 tờ lần 100.000 sống lấy đất mỗi ngày. Còn cái dự án của chị á, mở tạp hóa ở nhà trọ sai lầm hết. Em nói thiệt, bây giờ chị nuôi cho làm bao nhiêu chị nuôi hết nhà trọ hết rồi. Và chắc chắn tụi em quay trở lại chị sẽ cục vốn và chị tiếp tục cần sự hỗ trợ nữa nha. Em nói thiệt là giờ video này lên đó là không ai còn giúp đỡ chị nữa đâu. Hoàn toàn lần thứ hai, lần trước em tặng cho chị cũng tiền túi em, lần này cũng tặng chị tiền túi em. Em cũng muốn những chuyện gì xảy ra mà cũng biết sao người ta làm tội em cái gì. Người ta cũng vẫn biết em là từng bị người ta dụ và bán qua Campuchia. Người ta cũng biết cái số tiền đó là của anh Phong Bụi bỏ túi cho giúp đỡ cho em, nhưng mà người ta vẫn làm như vậy với em. Thôi mình tạm gác qua đi. Mà người khúc mặt thì mình cũng không có nói. Chị nói chỉ là thông tin một chiều thôi. Dạ, nhưng mà em không phải ý, em không phải là muốn gặp mấy anh để nói tại nói xấu người dạ. Ta ý em muốn gặp mấy anh là cùng nhau đi xuống dưới nói chuyện hỏi cho ra lẽ. Nếu một có duyên nào đó hai anh em xưng là con, cô đã cũng lớn tuổi rồi, có duyên thì hai anh em xuống gặp đoàn lô tô Ngọc Diễm ở dưới đó để có thể minh định lại thông tin đó. Và hy vọng rằng nếu có nội dung này ảnh hưởng đến đoàn lô tô á thì mong thứ lỗi và cũng xem đó là chỉ là lời chia sẻ của chị Duyên thôi, là một sự mâu thuẫn thôi. Và xin phép kết thúc đoạn clip tại đây. Chào.